Anh Hiếu, cái cá ở trong Riverside này bán như nào anh Hiếu nhỉ? Nhà khác thì anh không rõ, nhưng nhà anh bán giá rẻ thôi. Vâng. Em thích con nào anh bắt con đấy. Anh cho em con to nhất đang bơi kiểu kia. Tình mắt hết nhỉ? Con đấy anh bán giá gần 40 tỷ thôi. Gần 40 tỷ? Anh sẽ tặng cho chú khắp nhà này luôn. Thế này anh phải cho em xem nhà trước thì em mới quyết định em mua con này hay không. Ok, vâng. Thế thì bắt cá sau nhá, bây giờ đi xem nhà trước. Ok. Xin chào quý vị khán giả, thì trong tập hôm nay Hữu Quang và Ngô Hiếu sẽ dẫn quý vị đi trải nghiệm một căn biệt thự song lập tại Anh Đào, Vinhome Riverside. Và theo chương trình đó chính là mua cá tặng nhà. Thì không biết là căn như thế nào thì để ra quyết định mua con cá này. Okay. Thì bây giờ anh Hiếu sẽ dẫn em cùng quý vị khán giả chúng ta cùng đi khám phá chi tiết. Căn biệt thự nếu mà hôm nay mà em mua cá anh sẽ tặng ấy, thì em thấy cái vị trí nó cực kỳ xuất sắc. Vâng. Căn biệt thự thì nằm tại phân khu Anh Đào 9. Và như em thấy ấy, trước mặt là một cái vườn hoa, một cái vườn hoa nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ phong thủy và cực kỳ đẹp mắt. Vâng. Này ở Anh Đào thì chỉ có ba cái vườn hoa như này, được ba vườn hoa công viên. Vâng, là công viên. Và Anh Đào chính là có thể nói là một trong những khu mà VIP nhất tại đây, VIP nhất tại Anh Đào. Và em có thể thấy rằng là phía trước là toàn là đơn lập. Vâng. Cũng là rất là thoáng, và đơn lập này là nhìn ra công viên rộng, một vị trí mà rất là đắc địa. Và em thấy là hàng xóm đã rất là VIP rồi, cũng như mà không biết là nhà hôm nay như nào thì anh Hiếu thì là giới thiệu với em cũng bị khán giả thông số chi tiết được không? Căn biệt thự ngày hôm nay chúng ta xem đó là một căn có diện tích 158m. Tuy nhiên là có cái mặt tiền rất là lớn, mặt tiền rất lớn. Khi mà vào nhà em thấy cái cách bố trí của chủ nhà sẽ thấy rằng là mặt tiền lớn hơn những căn song lập khác tại Anh Đào. Khi mà bước vào cửa căn nhà, căn biệt thự em nhận thấy rằng là vì mặt tiền lớn, vâng, xây dựng lớn cho nên là cái sảnh đón này nó diện tích cũng rất là to. Cảm giác như một căn đơn lập rất bề thế luôn. Đúng. Vâng. Ở đây thì em thấy là ở ngoài phía sân đằng trước ấy, thì gia chủ khá là rộng, căn này khá là rộng này, mình có thể là để bàn trà này. Gần như là cái này nếu mà có những cái chiếc ô tô sang thì ví dụ như em thì em hoàn toàn có thể để vào trong nhà luôn. Đúng, ở trong này. Có thể làm, vâng, máy kính ở đây. Vâng. Đấy. Hoặc là như chủ nhà thì có thể thấy rằng là có thể để trước mặt vườn hoa. Vâng. Đấy. Cái diện tích chỗ kia thì thoải mái để xe. 10 chiếc nhà gia đình. Ở đây thì có là để xe máy này cũng như là xe đạp. Đó, và đây là song lập nên là có mặt thoáng bên cạnh, đúng không? Căn này có 3 mặt thoáng xung quanh. Và cái hồ cá đấy, phần lát nữa thì anh em mình sẽ giao dịch và sẽ tặng em căn biệt thự này. Wow, vào trong căn biệt thự này em thấy là toát lên là ngay nó chính là một cái phong cách rất phổ biến trong Vinhome Riverside, anh em phong cách tân cổ điển. Với những cái điểm nhấn nhẹ nhàng thôi. Vẫn là tường màu trắng. Phía phần một phần ốp đá và một chiếc sofa, màu xanh như này, rất là đó đẹp. Là một cái điểm nhấn rất là trẻ trung, có thể là tân cổ điển nhưng lại rất là trẻ trung. Cái một diện tích một sàn rơi lên bằng nào anh Hiếu nhỉ? Một sàn xây dựng thì với căn này nó rơi khoảng 90m, một sàn 90m và 3 căn này rưỡi. Là 3 tầng rưỡi. Một Anh Đào thì là không có hầm em nhé. Riêng khu Anh Đào tại Vinhome Riverside là không có hầm. Phía bên này là khu vực bếp và bàn ăn, rất là rộng. Em có thể ý là cái không gian này ấy, nếu mà có thể là tổ chức những cái bữa tiệc hoặc cỗ chẳng hạn, đúng không? Thì ví dụ không gian như này có thể để khoảng 10 mâm. Rất là rộng. Với thiết kế rất là thoáng ở đây. Khu bếp thì rất là gọn và được để đặt bên trong này. Và chúng ta vẫn có một vệ sinh chung nhỏ ở dưới tầng 1. Tầng 1. Đấy. Cái này thì xung quanh thì đều là kính. Để xung quanh sử dụng kính. Và em có thể thấy rằng là ngồi phòng bếp thì có thể nhìn ra cái bể cá ở đây. Ở đây. Đó. Một cái bể cá, một cái không gian mà có thể là ngồi uống trà, ngắm cá. Khi em mở cửa ra này em thấy ngay là tiếng róc rách của nước chảy rồi, tiếng của thiên nhiên rồi đó, tràn nhập vào trong cái ngôi nhà của mình. Căn này thì ưu điểm là bếp được thiết kế rất là gọn ở khu vực này. Bếp rất gọn. Vâng. Ở đây thì chúng ta có một cái chiếc cầu thang cũng rất là cách điệu. Rất cách điệu ở đây. Và em có thể thấy rằng mặt ốp gỗ bên cạnh là ốp đá. Vâng. Cũng đây một cái phong cách mà thực sự nó cũng có một cái điểm nhấn nhất định ở trong căn nhà. Đấy. Lên cùng tầng 2 thì em không biết là căn này thì có bao nhiêu phòng ngủ anh Hiếu nhỉ? Căn này thì có tổng là 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ. Nó có một phòng ngủ ở trên tầng mái cho giúp việc. 3 phòng ngủ là ở tầng 2 và 3. Ở đây thì những cái không gian mà phòng ngủ cho dành cho con. Dạ vâng. Và sử dụng một cái vệ sinh chung. Với một căn 90m² một sàn như này thấy thiết kế là quá khoa học, rất là khoa học luôn. Vẫn có những cái hệ tủ rất là lớn ở đây và cái không gian này em thấy không? Không gian phòng ngủ vẫn rộng rãi. Ở đây có thể để được 2 chiếc bàn học. Vâng. 2 chiếc bàn học. Cái không gian đi lại vẫn rất là thoáng, thoải mái. Và một chiếc giường ở đây rộng chiều ngang là 2m. Vẫn đầy đủ và có thể đặt những thiết bị như tivi chẳng hạn.
Ở bên này phía trước là một cái phòng ngủ thoáng hơn. Phòng ngủ thoáng hơn. Trong phòng ngủ này thì em thấy là cũng có nhà bố trí nhà vệ sinh này và đầy đủ tất cả các thiết bị. Phòng ngủ này thì có một chiếc ban công rất là đẹp. Rất là đẹp. Khả năng là em phải ra ngoài này để trải nghiệm cái ban công này. Ở ngoài này thì cũng mình hoàn một ban công với diện tích khá là rộng, mình hoàn toàn để làm ghế và bộ bàn trà ở đây. Và với cái tầm view cực kỳ đẹp của Vinhome Riverside. Thực sự là không có điểm gì để chê được. Ở tầng 2 thì chủ nhà cũng rất là khéo léo khi mà chia không gian 90m², được hai phòng ngủ rồi này. Và một cái phòng ngủ khép kín ở bên này. Rồi thì ở đây là một không gian phòng thờ, cũng có đầy đủ ánh sáng cửa sổ ở đây. Không gian cũng rất là rộng rãi. Và ở đây có một cái phòng vệ sinh kích thước cực kỳ lớn. Anh rất thích những cái phòng vệ sinh mà có kích thước lớn như này. Đấy, đầy đủ các công năng, chức năng. Ở đây có một cái bể sục jacuzzi. Đấy. Và quan trọng là phòng vệ sinh là có cửa sổ thông thoáng. Đây là cái không gian tầng 3. Thì chủ nhà đã khéo léo thiết kế làm một cái phòng ngủ lớn. Tức là cả một sàn tầng 3 là phòng ngủ luôn. Đúng rồi. Cũng đầy đủ một cái không gian phòng khách, xem tivi đầy đủ để mà có thể là vợ chồng nói chuyện. Căn này thì hiện nay là gia chủ đang sinh sống và sử dụng, đúng không ạ? Nên là đồ đạc có thể là khá anh chị khá thường ngày. Hơi nhiều con. Nhiều con cho nên là anh chị muốn rằng là có thể chuyển đổi nếu một căn to hơn. Chính vì vậy mà hôm nay anh em mình có cơ hội để mà review cái căn này cho quý vị khán giả. Đây là một cái hệ thống tủ quần áo. Quần áo. Wow. Kỳ lớn. Vâng, kỳ lớn. Và em đoán chắc chắn là trong này sẽ là nhà vệ sinh rồi, đúng không? Ở bên này là phòng nhà vệ sinh, vâng. Một cái phòng diện tích rất là lớn. Vâng. Hôm nay anh em chúng tôi đang ở khu vực tầng 4, tầng áp mái của căn biệt thự Song Lập này. Đây cũng là một cái không gian mà khá sáng tạo, đúng không anh Hiếu? Là một không gian mà đúng là từ trước nay những cái căn mà anh đã bán và đã xem ấy thì chưa có căn nào mà sáng tạo như này. Tức là chủ nhà đã biến cái tầng áp mái thành một cái phòng, một cái không gian để có thể là karaoke rồi thì xem phim. Đó. Một không gian giải trí rất là sáng tạo. Và em thấy là cái không gian là nó vẫn rộng rãi, đúng không? Mà đặc biệt rằng là cái cách âm nó rất tốt. Đấy, so với nhà bên cạnh. Đó. Không sợ là làm phiền nhà bên cạnh. Đó. Tiếp đến thì anh em mình sẽ đi các cái không gian tiếp theo. Ở bên tầng áp mái này thì chúng ta vẫn có một cái phòng giặt đồ này. Giặt đồ ở đây. Và chủ nhà cũng đã khéo léo thiết kế được một phòng ngủ giúp việc đây. Em thấy chiều cao này vẫn là đủ để mà chúng ta thiết kế một cái phòng ngủ. Và bên kia là sân phơi. Sân phơi ở ngoài này. Ok. Thì anh em mình vừa đi trải nghiệm hết một vòng một căn biệt thự Song Lập là anh đào Vinhome Riverside. Với cái offer ban đầu mà anh Hiếu đưa ra cho em ấy là chú cá coi kia với mức giá là 40 tỷ. Thì sau khi đi hết một căn này, đi hết một căn này thì em cảm thấy là rất là xứng đáng và rất là hời. Đúng không? Anh thấy hợp lý mà. Mua cá coi gần 40 tỷ tặng luôn một căn biệt thự như này. Còn quý vị khán giả thấy sao ạ? Nếu quý vị khán giả thấy đây là một khoản đầu tư rất là hời thì hãy comment ở phần bên dưới, cũng như là quý vị thấy video này hữu ích thì hãy để lại một nút like và đăng ký để cho Zenen có thể là nhiều động lực mang đến quý vị khán giả những cái video chất lượng hơn và những sản phẩm chất lượng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những tập tiếp theo. Xin chào.